Cô chào tất cả các con. Hôm nay cô và các con lại gặp nhau trong tiết học toán ở lĩnh vực phát triển nhận thức cho trẻ 5-6 tuổi với hoạt động thêm bớt trong phạm vi 6. Trước khi vào tiết học, cô và các con cùng giúp mẹ vịt đếm lại các chú vịt con của mình nha. 5 chú vịt con đi bơi trong ngày, bơi đi xa xa ngọn đồi. Mẹ vịt gọi về quắc 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 quắc, nhưng có bố chú vịt cùng nhau quay về. Bốn chú vịt con đi bơi trong ngày, bơi đi xa xa ngọn đồi. Mẹ vịt gọi về quắc 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 quắc, nhưng có ba chú vịt cùng nhau quay về. Ba chú vịt con đi bơi trong ngày, bơi đi xa xa ngọn đồi. Mẹ vịt gọi về quắc 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 quắc, nhưng có hai chú vịt cùng nhau quay về. Hai chú vịt con đi bơi trong ngày, bơi đi xa xa ngọn đồi. Mẹ vịt gọi về quắc 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 quắc, nhưng có một chú vịt quay về mà thôi. Một chú vịt con đi bơi trong ngày, bơi đi xa xa ngọn đồi. Mẹ vịt gọi về quắc 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 quắc, nhưng tất cả 5 chú vịt cùng nhau quay về. Cô thấy các bạn rất là giỏi, nhưng cô muốn nhắn nhủ đến với các bạn một điều là: các bạn ơi, các bạn phải biết nghe lời cha mẹ của mình, không hàm chơi như 5 chú vịt con trong bài hát các bạn nha. Và để vào bài học, các bạn hãy cùng làm quen với chú khỉ, và chú khỉ này sẽ cùng học với chúng ta đấy. Nào vào bài học thôi. Ở đây cô có một đĩa táo, trong đó có 2 quả táo. Sau đó cô thêm vào 1 quả táo nữa. Hỏi rằng lúc đó cô có tất cả bao nhiêu quả táo? Chúng mình cùng quan sát. Khi 2 quả táo được thêm 1 quả táo nữa, chúng ta sẽ đếm 1, 2, 3. Như vậy, 2 quả táo thêm 1 quả táo nữa sẽ được 3 quả táo, hay 2 thêm 1 bằng 3. Chúng mình có 2 quả táo thêm 1 quả táo nữa thì sẽ được là 3 quả táo. Các con nhắc lại, 2 thêm 1 bằng 3. 2 thêm 1 bằng 3. Tiếp theo, ở đĩa này cô có 1, 2, 3 quả táo. Sau đó cô thêm vào 2 quả táo nữa. Hỏi rằng cô có tất cả bao nhiêu quả táo? Chúng mình sẽ cùng đếm 3 quả táo thêm 2 quả táo. 1, 2, 3, 4 và 5. Như vậy, 3 quả táo thêm 2 quả táo sẽ được 5 quả táo. Vậy thì chúng ta sẽ có, đây là 3 quả táo, thêm 2 quả táo nữa thì chúng mình sẽ được là 5 quả táo. Hay các con sẽ có là 3 thêm 2 sẽ bằng 5. Chúng mình cùng nhắc lại với cô nào. 3 thêm 2 sẽ bằng 5. Vậy là các con đã hiểu được như thế nào là thêm vào rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập. Cô có 1 quả xoài, sau đó thêm 4 quả xoài nữa. Hỏi rằng cô sẽ có bao nhiêu quả xoài? Đúng là như vậy, chúng mình đếm 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy, 1 quả xoài thêm 4 quả xoài nữa sẽ được 5 quả xoài, hay 1 thêm 4 sẽ bằng 5. Vậy bây giờ nếu như cô có 3 quả xoài, hỏi rằng cô phải thêm mấy quả xoài nữa thì sẽ được 4 quả xoài? Ở đây có 3 rồi, muốn thành 4 quả xoài chúng mình chỉ cần thêm 1 quả xoài nữa thôi. Như vậy chúng ta sẽ có 3 sẽ phải thêm 1 nữa để được 4. Các con
con hãy làm bài sau đây để chúng mình hiểu rõ hơn về thêm vào nhé. Các con rất giỏi. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau nói về bớt đi. Ở đây cô có 1, 2 và 3 quả táo. Bạn khỉ đang rất đói bụng và chính vì thế bạn đã lấy đi 1 quả táo. Hỏi rằng trên đĩa còn lại mấy quả táo? Chúng mình cùng đếm 1, 2. Như vậy còn lại 2 quả táo. Thế thì 3 quả táo bớt đi 1 quả táo sẽ còn 2 quả táo. Chúng ta có 3 quả táo bớt đi 1 quả táo thì còn lại là 2 quả táo. Chúng mình nhắc lại, 3 bớt đi 1 còn 2. 3 bớt đi 1 còn 2. Tiếp tục. Ở trên đĩa này cô đang có 1, 2, 3, 4, 5 và 6 quả táo. Bạn khỉ tiếp tục lấy đi 3 quả táo. Khi đó cô còn lại mấy quả táo? 1, 2 và 3. Như vậy 6 quả táo mà bớt đi 3 quả thì còn lại là 3 quả. Chúng mình sẽ có 6 quả táo bớt đi 3 quả thì sẽ còn lại là 3 quả táo. 2, 6 bớt đi 3 sẽ còn 3. Đó là bớt đi. Bớt đi sẽ ngược với thêm vào. Bây giờ các con hãy cùng làm bài tập sau. Cô có 6 quả xoài. Sau đó cô bớt đi 5 quả thì cô còn lại mấy quả? À đúng rồi, khi đó cô sẽ còn lại là 1 quả. Hay 6 bớt đi 5 còn 1. Vậy bây giờ nếu như cô có 5 quả xoài, cô cần bớt đi mấy quả xoài để còn lại là 2 quả? Để còn lại 2 quả thì chúng mình sẽ bớt đi số quả xoài như thế này. Và cùng đếm thì thấy rằng số quả xoài được bớt đi sẽ là 3 quả. Vậy thì từ đây chúng mình sẽ có 5 quả xoài. Muốn còn lại là 2 quả thì chúng ta sẽ bớt đi 3 quả xoài. 5 muốn còn 2 thì phải bớt đi 3. Chúng mình đã hiểu về bớt đi rồi đúng không nào? Bây giờ các con hãy cùng làm bài tập sau. Cô chúc mừng các con. Như giờ học đến đây là hết rồi. Cô xin chào và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các tiết học lần sau.